Dạ ơi, cái này rất tốt cho việc giảm cân. Em làm sơ sơ dậy đường đi. Anh muốn em dậy hả? Đúng rồi, thử cái cho nó như thế nè. Tôi dậy là phải hơn này. Vô. Trời ơi, chưa kiểm gì ai. Trời ơi, lại lần nữa nè. Cái cuối cùng nha. Bỏ đi, bỏ đi. Cái gì? Mất quá tàm nha. Nhảy heo, khó nhảy quá. Nhảy heo quá. Dây này thua gì. Nè, người ta làm nhảy. Ai anh chị có thể hiện được không?